Xin kính chào toàn thể các bác nha. Bây giờ là 7 giờ tối thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 2022, tức là vào ngày 23 tháng chạp, ngày Tết ông Công ông Táo rồi. Và hôm nay thì đơn vị của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể các bác một chiếc sập Mai Điều cũ tái, chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình, và là chiếc sập phiên bản siêu VIP đỉnh của đỉnh cao luôn. Chiếc sập này thì đã được đơn vị của chúng tôi là hoàn thiện kỹ xi sáp, giấy giáp, đánh trơ vân gỗ mộc theo đúng rồi đánh cổ truyền. Và sập thì có kích thước là chiều dài trên mặt là 2m1, nhân chiều sâu là 1m70, và nhân chiều cao từ mặt đất lên mặt sập kia là 60 phân. Và mặt sập là mặt hai lá, một tấm gỗ bong nằm đôi, và lá thì cùng vân cùng gân và dày đủ đậu 2 phân. Còn thì cái dạ này thì là tất cả các dạ là đều là dày 8 phân, hàng siêu dày, siêu kỹ luôn thưa các bác, mà giá cực kỳ hợp lý để dành cho các bác nào thực sự có nhu cầu. Và tôi sẽ quay chi tiết vào cái sản phẩm này luôn để gửi tới tất cả các bác cũng như là quý vị nhá. Đấy, sập Mai Điều mà chúng tôi vừa mới sưu tầm được cũng như là vừa hoàn thiện xong. Và đây là chiếc sập siêu vân gân luôn, siêu vân gân. Đấy, và giá chúng tôi bán cực kỳ hợp lý nhá các bác nhá. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi để sở hữu đây. Và lá mắt thì bong đôi, và trên cái mặt kia chúng tôi có đặt cái tủ chè. Đấy, đặt cái tủ chè đâm ra là chỉ không quay được cái thanh sau thôi. Đấy, nhưng mà đẹp hoàn hảo tuyệt đối luôn, đẹp phải đến 99%, không nứt nẻ gì cả. Đây, tôi sẽ quay trước cho các bác cũng như là quý vị xem cái mặt tiền trước. Thì do là những cái ngày Tết thì chúng tôi rất là bận rộn tiếp khách cũng như là trả hàng, đâm ra là giờ mới có thời gian để quay lên cho các bác xem cũng như là vừa mới đánh xong. Đấy, các bác xem này ạ. Dáng chân này thì các bác xem ngắm đấy ạ. Dáng là dáng chân quỳ. Chân quỳ như một cái gốc cây mai rất là già nha các bác nhé. Đấy, rất là già, cằn cỗi và dáng rất là đẹp. Đấy, nó các bác đi tìm thị trường sẽ không có, rất là khó nha các bác nhé. Thỉnh thoảng lắm mới gặp được. Đấy, cái dáng chân và hàng của chúng tôi là hàng đục tay thủ công nhé, 100% luôn. Dưới là đục quả cà này, tròn này. Và đây là những cái hình của cái gốc cây mai. Đấy, rất là cằn cỗi, đục mắt mấu này, y xì như cây bonsai. Cây càng già thì càng có giá trị nha các bác nhé. Ở đây tôi quay mặt dọc chính diện này ạ. Chính diện này các bác xem ngắm cái dáng chân này xem. Nó rất đẹp. Đấy, từ các cái thân cằn cỗi mọc u cục lên. Và dáng rất là dẻo. Và lên trên này đây ạ. Đây là một cái cành con ra. Đấy, một cái cành con già rất là già. Đấy, người nghệ nhân đục ra. Thực ra là cái cây nào cũng như cái cây nào. Nếu mà nhìn mà bảo là cái cây, nhưng mà thực sự đục ra để nó đẹp được thì rất là khó. Đó các bác ạ. Đấy, các bác xem cái cành con này ra thì ra những cái bông hoa, những cái lụ hoa này, những cái đụng hoa chưa lở. Và đây là một cái thân cây chính và dạ dày 8 phân, rất dày thân cây chính đây. Đấy, và những cái mắt u mấu này, đục chiều 3-4D luôn, đục tay. Đấy, u mấu đấy, từ cả mặt đây, mặt chiều nhìn thẳng vào như này 3-4D. Đấy, gốc rất là già và dày, dưới này cũng thế đây, các cái u mấu đây. Và cái thân cây rất là tròn, thân cây tròn để đục các cái sống cây đây. Đấy, y xì như cây thật. Và từ cái cành con ra, giá đinh luôn. Và trên này thì được đục hạt bột liền đất. Và đây là cổ. Đấy, và đây thành sập, soi ống tơ, soi lưỡi chậu đúng theo mẫu cổ nhé. Và đây là hình ảnh chú chim điều. Đây chú chim điều để các bác xem này. Mặt rất là sắc, lao ra phía trước. Đây đang ngoái lại lao ra. Đấy. Và từ các cái lông cánh này được tỉa tỉ mỉ từng tí một luôn. Đấy các bác xem này. Và cái bàn chân bấu vào cái cây này. Và đây ra cái này. Ra cái thân cây chính này ạ. Ra thân cây chính đây. Mọc rất dẻo. Và ra những cái quả đào. Quả đào to này để các bác xem hình dung được. Đây tay tôi đây. Đấy, để cho các bác xem dễ nhá. Và các cái lá, những các cái lá đào xoăn tít luôn, y xì như cây ngoài thiên nhiên thật. Và lên trên này thì đây, tôi quay từ góc máy thẳng xuống như này. Đấy, cho nên là xem được chiều 3-4D. Các cái mắt mấu, u mấu rồi đấy ạ. Đấy, cây, cái cành ra. Đấy, cành ra và rất là già. Và ở trên đây thì có những cái bông hoa đục lồi. Đấy, bông hoa đục mọng lồi. Người nghệ nhân thực sự đã thổi hồn và cực kỳ đẹp luôn. Các cành phụ ra đấy ạ. Đấy, và đây là vào ủ chính giữa. Vào chính giữa thì là hai cái cây, các bác có hình dung là hai cái cây, hai gốc cây mai lại mọc và đây là hai ngọn giao nhau ở đúng điểm giữa. Đấy, điểm giữa đây thì ra hai cây mọc vào nhau này. Và hình ảnh là hai chú chim điều đang lao vào nhau. Đó, có đẹp không ạ? Và các chi tiết quả đào này, bông hoa này, các cái cành rất là già. Đây và chú chim điều đây. Chú chim điều đây, người nghệ nhân đục ra này, mắt rất là sắc này, thần thái. Đấy, cánh này, lông đuôi này như một chú chim công luôn, đẹp. Và đây, tôi quay từ trên. Đây, bên này cũng nằm một má cánh đấy nhá. Đục rất kỹ này các bác này, đục từ trong ra ngoài. Đấy, cho nên là hàng thì trên thị trường thì không thiếu, nhưng mà để mà đẹp thì rất là khó nha các bác nhá.
Và đây là chú chim này thì lao lao người ra. Đây chú này thì là gập cánh này, con chim này đang gập cánh mở lên để tung cánh bay. Còn con này thì đang lao người, thì đây cả cái mu lưng này ạ, ra các cái lồng này, cái đuôi này ạ. Các bác xem có phê pha không? Đó, và quan trọng hết hơn nữa là các bác xem, gỗ nó lành lặn tuyệt đối, nó phải đến 99%, không có lứt nẻ, rác mọt cong vênh gì cả nha các bác nhá. Nó lành tuyệt đối đây, gỗ quá ống. Đấy, chú chim này, bông hoa này, các cành ra từ các cái lỗ khe của các cái cây kiểu như đục mắt mấu, như cây ngoài thiên nhiên thật, nó giá đanh luôn. Và thân cây bên này thì cũng tương tự như thân cây bên kia nhé. Hai bên đối nhau y hệt. Và đây chúng tôi quay là buổi tối nhá, buổi tối rồi, đâm ra là trong lán xưởng, trong cửa hàng thì hình ảnh nó sẽ bị mờ hơn một chút. Đâm ra là để xem thực tế thì nó sẽ phê pha hơn nhiều luôn các bạn. Đẹp. Đấy. Dáng chân nó quá yêu luôn. Đấy, dáng chân rất dẻo để mọc ra cây. Quá dẻo. Nghệ thuật làm lối cổ của các cụ ngày xưa thì không bao giờ lối mốt. Và chúng ta chơi thì phải nói là nó trường tồn mãi mãi luôn. Và gỗ gụ ta Quảng Bình thì phải nói là không dính rác mọt. Không dính rác thì không bao giờ mọt được. Rất là khó nhá. Chơi phải hàng vài trăm năm. Đấy. Vài trăm năm không hỏng được nha các bác nhá. Dùng trọn đời luôn. Và rồi tôi sang đốc ngang. Đây đốc ngang thì nó hơi mắc cái sập này, tôi không quay vào được. Để tôi quay cho các bác xem qua nha. Đấy, gốc cây, các cái cây này, các con chim này. Đấy, easy. Và chân sau cũng như chân trước luôn. Đấy, đảm bảo. Đảm bảo cho các bác là chân sau cũng như chân trước. Và đốc ngang cũng như mặt tiền. Không lỗi tích gì cả. Và bên này chúng tôi có thể là khe nó thoáng hơn này, có thể quay rõ hơn cho các bác. Đấy ạ. Đấy, bên ngang này cũng easy như vậy nhá. Rất đẹp. Và bác nào mà thực sự mà đến cơ sở chúng tôi mua hàng rồi thì biết là đồ chúng tôi tuyển thì phải nói là cực kỳ xịn xò nhá, không tuyển những hàng vớ vẩn. Đấy, cho nên yên tâm luôn. Và lên phần chính nữa là tổng thể của cả cái sập mặt này là mặt hai lá ở đây. Và độ vân thì phải nói là các cái thằn đen của chất vân Quảng Bình thì không trộn lẫn vào được, chỉ có riêng vụ Quảng Bình thì nó mới lên được như này. Quá phê luôn. Và đây lá trong này các bác xem này ạ. Và hai lá nhá, bong làm đôi đây các bác xem. Hai lá bong đôi cùng vân cùng gân. Cho nên nó rất là giá trị. Nếu mà lá lệch thì nó không có giá bằng nhá. Và đây các cái thằn gỗ vụ Quảng Bình. Quá đẹp luôn. Đấy, thực sự là đơn vị chúng tôi lúc nào cũng ưu tiên đẹp. Và giá cả hợp lý để gửi tới cái toàn thể các bác. Đấy, và tối như thế này rồi mà lên đây các bác xem chất gỗ đấy ạ. Chất gỗ nó trong vắt luôn, trong sâu màu, trong vắt giá đinh luôn. Đấy. Không được gì chê vào đây Thành. Thực sự ra mà cửa hàng chúng tôi mà không có nhiều hàng, không sưu tầm được nhiều thì đến tầm Tết này thì làm gì có những cái hàng đẹp để phục vụ các bác. Và các bác cũng yên tâm luôn là chúng tôi bán ngày Tết cũng như ngày thường giá cả như nhau. Đấy, giá cả như nhau tại vì chúng tôi là một trong những đơn vị là sưu tầm rất là nhiều đồ đẹp. Luôn chuẩn bị để tiếp đón các bác thực sự có nhu cầu. Đấy, và các bác xem này, Thành này. Tôi quay ba thành nhá. Đây, thành này thì bị mắc cái chân như y xì luôn. Y hệt luôn. Do cái diện tích chúng tôi kê là về tận dụng, đâm ra là kê hai tủ chè trên, đâm ra là không có cái diện tích. Và rồi, và tôi cũng báo luôn chiếc sập này. Chiếc sập này để sở hữu thì các bác bỏ ra là 58 triệu. 58 triệu thôi, giá cực kỳ hợp lý. Để mà tầm Tết như thế này mà chúng tôi bán Tết cũng như ngày thường. 58 triệu đồng các bác sở hữu chiếc sập Mai Điều hàng đỉnh cao. Đấy, không tật nỗi các bác nhá, đến xem kiểm tra có rác tôi tặng luôn các bác luôn. Sập ấy luôn. Kể cả đứt nẻ luôn, không đứt nẻ gì cả. Nành lặn phải đến 99%. Và các bác hãy liên hệ trực tiếp qua hai số online là 083-626-9999 hoặc số Zalo là 0985-230-888. Và địa chỉ cửa hàng của chúng tôi là số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Và các bác hãy đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật cũng như là theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang làm ngay. Và cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác và quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.